Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, vì có nhiều lý do nên không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để đến chụp ảnh thẻ tận nơi. Có thể là vì nhà bạn ở quá xa, bạn đang bận việc riêng ở cơ quan hay con bạn còn quá nhỏ. Nắm bắt được những nhu cầu này, Yêu Media đã cho ra đời dịch vụ in ảnh thẻ online và ship tận nơi. Trong trường hợp khách đã có sẵn file, các bạn chỉ việc gửi file ảnh đó vào email yêumediahanoi@gmail.com hoặc hotline@yêumedia.vn, ghi yêu cầu về kích thước cần in và số lượng ảnh. Sau đó gọi vào số hotline 0928 975 888 có sử dụng Zalo để xác nhận với nhân viên để được làm nhanh nhất. Trường hợp khách chưa có file, các bạn hãy nhờ bạn bè hoặc người thân chụp bằng điện thoại giúp. Bạn mặc áo lịch sự rồi đứng ở mảng tường hoặc trước tấm nền màu trơn, chụp rộng ra một chút để bên mình chỉnh sửa và cắt ghép kích thước thuận tiện hơn. Đối với các bé sơ sinh hay còn quá nhỏ, cha mẹ có thể để con nằm ở tấm thảm hoặc ga giường màu trơn, chụp thẳng mặt và vai bé, mắt không nhắm, không đội mũ. Sau đó cũng gửi vào email yêumediahanoi@gmail.com hoặc hotline@yêumedia.vn rồi gọi qua hotline để thông báo. Trường hợp khách có sẵn file và file cứng, khi bạn có sẵn file ảnh muốn in thêm thì bạn có thể chụp lại bằng điện thoại, mang ra hiệu photo gần nhất, scan rồi gửi bản mềm Gmail cho bên mình. Lưu ý khi chụp ảnh bằng điện thoại. Ảnh chụp phải đúng nét, ánh sáng mềm bao phủ toàn bộ ảnh để thấy rõ được các đường nét. Không chụp quá tối hoặc quá sáng dẫn đến bị cháy sáng, mất chi tiết. Chụp trực diện, thẳng mặt, thẳng vai, không cười quá tươi hoặc bị hở răng, chỉ cần mỉm cười nhẹ. Chi phí ship sẽ tính theo cước dịch vụ các bên vận chuyển thứ ba, ví dụ như Viettel Post, Ahamove, v.v. Vậy là không cần phải qua trực tiếp cửa hàng mà các bạn vẫn có thể sở hữu cho mình những bức ảnh thẻ thật là đẹp và nhanh chóng đúng không nào? Các bạn hãy theo dõi kênh Yêu Media để cập nhật nhiều hơn những video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.